chương trình Sắc Màu Hy Vọng lúc 20:30 ngày 8 tháng 9 trên VTV9, VTV8, Truyền Hình Cần Thơ, HTV2, Truyền Hình Hậu Giang, Today TV và Ám Shopee với sự có mặt của nhiều nghệ sĩ đang được yêu thích. Đăng lịch xem ngay Sắc Màu Hy Vọng lúc 20:30 ngày 8 tháng 9.